标题写秋云的蛋嘎，对吗？这样下这个标题啊。嗯。那找我们来找伊林啊，伊林排在第一。你要看股票啊？在4月7日。那蛋嘎真的很痛。很痛。chị ơi cái bàn qua là 8:30 là không có thu tiền hả？ cái bà bạn của ông đấy hả？ ờ nhớ nhắc em nhé。em chị。嗯。bà hỏi nhiều cái mình nói 8:30nhưng mà。ông bạn ông chủ phu chưa rồi。现在第二期。嗯、要不要脸部特写？啊，好痛啊！啊，好痛啊！还有一点点哦，起来了。哦，抓起来，特写、哦。在哪里？那块在哪里？拿起来，我看一下。丢掉，不要给它特写起来，放大。嗯。嗯，这样看蛮好玩，好像是那个修车师傅在修车一样。bà này bà huệ bà nói là vợ ông bà vợ bác sĩ chị Linh chồng bà ở ngoài có bồ chắc là ngày xưa cũng bà này đấm bóp qua cho bà thích đấm bóp这样好像是那个手术医生说 ，Miss Doctor， 是不是在做手术？嗯嗯，手术哇，好大一块哦。嗯。哦，跳出来，他现在不痛了嘞。嗯。他现在不痛了。嗯，挖出来就不痛了。我那开刀的话也要打麻醉针啊。哦，也是要一直在保养啊。好，蚯蚓的蛋嘎把它剪出来了。嗯。那今天就拍一个这个影片好了。礼拜天要去吃牛排，然后拍那个三国加战国历史讲座。这个好像是我做模型那个钳子一样，剪那个钢弹啊，剪那个塑胶模型那种钳子，比较小只。chị Linh và anh Hải vào mai nếu có thời gian tối mai ta ra đi ăn lẩu。xem ông chị Mai có đi ăn được không, đi ăn cùng em, gọi cả chồng em nữa, rồi cả chị Quyến nữa, con chị, con em, rồi nhà mình đi sang chấn lột, chấn động cái tiệm lẩu. Xem anh Hải đi chuyện về quá không, anh Hải thì bọn mình đi ăn, cả chị Nhung nữa, cả nhà chị Nhung nữa.